Hello mọi người, hôm nay lại là tiếp tục làm cái story review cái kết quả sau khi mà mọi người quay lại Hana trong quá trình điều trị nha mọi người. Khi mà khách hàng đến, mình sẽ quay để cho mọi người xem là cái tình trạng da của khách hàng đến là như thế nào. Và sau thời gian điều trị khoảng tầm 1 tháng hoặc là tháng hơn thì sẽ có kết quả. Nên mọi người cứ theo dõi cái kênh của Hana, thì Hana sẽ up cái kết quả từng ngày cho mọi người xem. Đây là bạn Huỳnh Tấn Sang sau khi mà đã điều trị bên Hana. Ban đầu mình sẽ cho mọi người xem cái tình trạng da trước ha. Mình phân tích da cho các bạn kia hiểu để biết cái vấn đề mụn của bên da của bạn. Thì lần đầu tiên bạn đến thì bạn có những cái nốt mụn chai, mụn viêm và những cái nốt mụn ẩn li ti như thế này. Từ những cái nốt mụn ẩn li ti như thế này bạn tự nặng đúng không Sang? Bạn có nặng và bạn cạy thì khiến cái tình trạng da nó viêm lên và nó bị chai mụn như thế này. Thì với cái làn da này mình khuyên mọi người là đừng có tự ý lấy mụn thì nó sẽ bị chai và bị viêm. Thì khi những cái nốt bình thường như thế này mọi người ghé Hana thì Hana sẽ lấy cho mọi người rất là sạch và không có bị viêm, bị nhiễm hay là bị sẹo gì hết. Nhưng mà mọi người để như thế này thì trước nó đã có sẹo rồi thì Hana chỉ phục hồi cho bạn được khoảng 50-60% thôi nha. Nên cứ Hana ngày nào cũng nói là có mụn ẩn như thế này, mọi người đi lấy đi, đừng có để cho nó viêm lên hết như thế này thì khó phục hồi lắm về sau. Rồi cái tình trạng da ban đầu như thế rồi, bây giờ mình sẽ coi các bạn xem khi mà mình lấy nhân mụn cho bạn sau mấy lần rồi sao hỉ? Sáu lần này lần thứ sáu À, sau 5 lần nha mọi người, lần này lần thứ sáu thì kết quả được như thế này. Cái mụn li ti của bạn đã giảm rất là đáng kể và những cái nốt chai, mọi người thấy cái nốt chai mé bên đây không? Đây nè, cái nốt chai mé bên đây nè. Thì bây giờ thì cái da của bạn đã xuống chai nha mọi người, mình lấy được những cái nhân ở bên dưới ra rồi. Thì không còn cái nhân mụn bên dưới, nhưng mà khi mà đã bị chai thì nó sẽ xuất hiện những cái nốt sẹo như thế này ha. Rồi lời khuyên là lấy nhân mụn sớm ra, càng sớm càng tốt thì cái khả năng sẹo của bạn nó sẽ phục hồi tốt nha. Rồi mé bên này nha mọi người, mình sẽ review sơ cho mọi người xem, tại vì mình có rất là nhiều ca mụn điều trị thành công thì mọi người cứ theo dõi á. Mình sẽ up từng ngày cho mọi người xem ai đang bị mụn giống bạn á, thì mọi người cứ yên tâm qua điều trị ha. Hana là làm cái gì cũng có kết quả cho bạn hết. Tuyệt đối những cái nốt mụn này là không để là thâm sẹo. Rồi những cái nốt mụn như thế này á, thì sẽ hạn chế sẹo và giảm thâm cho bạn ha. Rồi mọi người coi cái tình trạng da hiện tại nha. Đây, mình view lên cho các bạn xem luôn á, thì cái mụn, cái da ở dưới nó đã hết mụn ẩn nha mọi người. Nó đã hết mụn ẩn, nó chỉ còn những có một hai nốt mụn chai như thế này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục điều trị cho bạn lần thứ sáu thì cái tình trạng da này nó sẽ cải thiện thêm nữa nha, là hầu như da bạn nó không có bị mụn tái lại, không có thêm một cục mụn nào trên da bạn nữa nha. Ủa Trang ơi, khi mà em điều trị bên chị á, thì cái da của em sau khi mà lấy nhân mụn về á, thì cái biểu hiện như nó thế nào mà em nói cho mọi người biết được Dạ, không? nó không có sưng gì. Nó không có sưng đúng không, Dạ và nó giảm một lượng mụn từ từ rồi đúng không? Nhưng Dạ mà khi mà chưa khi em qua chị á, thì cái lòng tin của em bên bên chị có không? Có chứ. Có đúng không, Dạ em cũng tin tưởng kết quả thì chị bên chị đúng không, Dạ và em đã sử dụng những cái sản phẩm gì của chị rồi? Dạ sữa rửa mặt, rồi chai Thuốc mụn đúng không? chai chai thuốc mụn, rồi chai serum. Đúng rồi, bạn sử dụng combo bên mình là thuốc mụn, sữa rửa mặt và dưỡng nha mọi người, thì kết quả được như thế này. Tại vì thường là nếu mà mọi người có kỹ thuật tốt, sản phẩm tốt thì sẽ cho kết quả tốt, thì điều đó là đương nhiên nha mọi người. Chứ mọi người sử dụng cái kỹ thuật tốt mà mọi người sử dụng cái sản phẩm như thuốc rượu, thuốc bắc, kem trộn đồ các kiểu lên da mình nữa thì nó sẽ khả năng phục hồi của nó không tốt nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy nhân mụn cho bạn tiếp, mọi người theo dõi kết quả lần thứ sáu bạn quay lại nha. Rồi ok, tạm biệt mọi người.